Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về điện ảnh Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều cặp sao Hoa ngữ trong lần đầu tiên hợp tác nhận được không ít lời khen ngợi mà phim họ tham gia còn thành công ngoài mong đợi. Có lẽ vì muốn tiếp tục gặt hái được thành quả nên những cặp sao này lại tiếp tục nên duyên trong những dự án phim tiếp theo. Đáng tiếc thành công chưa thấy đâu mà phản hồi tiêu cực đã chất đống. Thứ nhất, La Vân Hy, Bạch Lộc. Lần đầu tiên, La Vân Hy và Bạch Lộc hợp tác là trong bộ phim hiện đại Nửa là đường mật, nửa là đau thương. Tuy bộ phim này không thành công vang dội nhưng lại nhận được cơn mưa lời khen từ phía khán giả, đặc biệt là cặp đôi chính La Vân Hy, Bạch Lộc. Họ không chỉ có diễn xuất ổn đủ gánh phim mà phản ứng hóa học cũng tốt ngoài mong đợi. Cứ tưởng sau Trường Nguyệt Tận Minh thì bộ phim này có thể tiếp tục tạo nên thành công, nhưng không phải vậy. Trường Nguyệt Tận Minh tạo được sức nóng và đề tài, nhưng đáng tiếc là danh tiếng ngày càng đi xuống theo thời gian. Diễn xuất của Bạch Lộc không còn ổn như trước nữa, mà điều quan trọng hơn là phản ứng hóa học của La Vân Hy và Bạch Lộc trong bộ này cũng yếu. Thứ hai, Dương Dương, Trương Thiên Ái. Bộ phim Ngang Qua Thế Giới Của Em quy tụ dàn sao nổi tiếng và gặt hái nhiều thành tích nhất định, trong đó có Dương Dương và Trương Thiên Ái đều là những ngôi sao trẻ được chú ý đến. Tuy không phải là một cặp đôi trong phim nhưng diễn xuất ổn áp của hai ngôi sao này được khen ngợi rất nhiều, tạo nên tiền đề hợp tác sau này. Không bao lâu sau bộ phim Ngang Qua Thế Giới Của Em thì thấy Dương Dương và Trương Thiên Ái xác nhận đóng Vũ Động Càn Khôn. Nhiều người nghĩ sẽ được xem một bom tấn màn ảnh nhỏ, nào ngờ Vũ Động Càn Khôn flop quá chừng, kịch bản thì ảo tung chảo. Diễn xuất cùng với phản ứng hóa học của Dương Dương, Trương Thiên Ái cũng khiến khán giả ngán ngẩm. Thứ ba, Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Một trong những bộ phim dân quốc cực kỳ nổi tiếng mà thiết nghĩ các mọt phim hẳn đã nghe tên đó là Không Kịp Nói Yêu Em. Trong bộ phim này, Trung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đã cùng khắc họa nên câu chuyện tình ngược thảm, để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Không chỉ được đánh giá cao ở khoản diễn xuất, Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm còn có phản ứng hóa học cực đỉnh. Hơn 10 năm sau, Trung Hán Lương lại tiếp tục tái hợp với Lý Tiểu Nhiễm trong bộ Ngôn Tình, Đời Này Có Em. Nhưng cái họ nhận được chỉ còn là hàng loạt những bình luận trái chiều. Đều là những ngôi sao ở ngưỡng tuổi U50, Trung Hán Lương với Lý Tiểu Nhiễm vẫn còn đi đóng Ngôn Tình. Tuy diễn xuất của họ không tệ nhưng khán giả xem cứ thấy lấn cấn. Thứ tư, Hình Chiêu Lâm, Lương Khiết. Không sở hữu kịch bản xuất sắc hay dàn diễn viên nổi tiếng nhưng song thế sủng phi vẫn có thể tạo ra cơn sốt trên màn ảnh vào năm 2017. Còn nhớ song thế sủng phi khá hot thời điểm lên sóng, cặp đôi chính Hình Chiêu Lâm, Lương Khiết không chỉ nhận được nhiều lời khen mà còn bước sang một trang mới trong sự nghiệp. Thế là họ lại tiếp tục lên kế hoạch hợp tác thêm. Những lần hợp tác tiếp theo của Hình Chiêu Lâm và Lương Khiết là trong phần 2 và 3 của song thế sủng phi và bộ remake Em Là Định Mệnh Của Anh. Đáng tiếc thì cặp đôi này không còn nhận được nhiều lời khen như thời đóng song thế sủng phi 1 nữa, thay vào đó là những lời chê bai dai dằng dặc. Có thể thấy nhiều khán giả khuyên cặp đôi này đừng nên hợp tác nữa thì hơn. Thứ năm, Thành Nghị, Trương Dư Hi. Thành Nghị và Trương Dư Hi từng hợp tác trong bộ phim Lưu Ly nhưng họ không phải là một cặp đôi trong phim. Nhưng dù là khoản diễn xuất hay ngoại hình thì Thành Nghị với Trương Dư Hi đều được khen ngợi rất nhiều. Đó chính là lý do khiến Hoan Thụy muốn hợp tác họ trên màn ảnh vài lần nữa. Lần đầu Thành Nghị, Trương Dư Hi hợp tác thành công nhưng lần sau nên duyên trong Giữ Quân Ca lại flop. Nguyên nhân ngoài kịch bản thì còn có diễn xuất thụt lùi của cặp sao 9X, khán giả cũng không thấy cảm giác couple của họ đâu cả, mà Thành Nghị và Trương Dư Hi còn có bộ Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Không biết liệu có giúp họ lật ngược được tình thế hay không? Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin trên? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé! Và bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.